Hey, mình xin chào bà con và các bạn nha. Rất vui gặp lại bà con các bạn trên kênh Tâm Phúc Vlog của mình. Thì hôm nay mấy ngày nay mình không có đăng video bà con, bởi vì mình đang làm lát á. Mà bà con biết á, làm lát á, là phải nhờ ông trời ông nắng, mà ông không có nắng, ông mưa là mình chạy cũng đứt thở luôn rồi, áp lực công việc quá. Mình không có làm video để chia sẻ bà con được. Thì hôm nay ông trời cũng hơi nắng, cũng đỡ hơn mấy ngày rồi. Thì mình cũng rất là bận, chứ không phải mà nắng thì được rảnh, nhưng mà mình đỡ hơn là mình ít có chạy mưa, vì mình lát là phải phụ thuộc vào nắng là 100%, chứ mình không có thể mình sấy được như lúa gì hết trơn á bà con. Thành ra mình rất là áp lực công việc luôn. Thì hôm nay mình lên gặp bà con mình chia sẻ một làm một video. Mình chia sẻ bởi vì có rất nhiều bạn hỏi mình tại sao mà không cho bò mình uống nước, quậy thức ăn, uống cho nó uống luôn, mà phải cho ăn khô rồi cho uống nước. Thì mình cũng có nói nhiều cái video là mình nói là cái bộ tiêu hóa của con bò là nó là một cái loại động vật nhai lại, nó sẽ không giống như những cái con heo hay là con người, con chó này kia đó bà con, là nó là một cái dạ dày đơn. Thì thành ra chính vì cái bộ tiêu hóa nó không giống như những cái con người mình, như những con mình vừa nói đó, thì nó là bộ tiêu hóa kép. Thành ra thì mình phải cho ăn theo cái hứng của nó mới đúng, chứ mình sử dụng cho nó ăn như là con heo thì nó không có đúng, bởi vì nó sẽ không có tiêu hóa thức ăn được. Như vậy thì mình cho uống nước thì nó sẽ không đúng theo cái con bò mình, thì nó sẽ không phát huy được tác dụng và tiêu tốn thức ăn rất là nhiều. Thì thì để mình cho bà con xem là cũng như là nó tiêu tốn như thế nào. Mình cũng xin phép mình nói sơ qua. Thì để như con người mình hay con heo á, thì ăn thức ăn trực tiếp vào thì nó xuống dạ dày hay là bao tử đó, thì nó sẽ được những cái dịch bao tử mình những tiết ra, đừng có làm tiêu hóa thức ăn hoàn toàn. Thế tỷ như con người mình ăn thứ rau hay là thịt cá vân vân, thì hay con heo vậy, nó ăn những cái thức ăn mà hạt to này kia nọ thì nó vẫn tiêu hóa được hết. Còn riêng con bò sẽ ăn những cái thức ăn mà không có mịn đó. Thường thường mình hay nói cái vụ mà mình nên cho bò mình ăn những cái loại cám mịn đó để cho nó dễ tiêu hóa, chứ còn mình cho ăn những cái loại thức ăn mà như bắp tấm hay thứ gì đó mà cái hạt còn to thì con bò mình sẽ không có hấp thu được hết cái dinh dưỡng trong những cái hạt bắp, hạt tấm đó. Đó, thành ra thì mình phải là biết như vậy để mình sẽ có một cái hôm nay mình làm một cái video này rồi chia sẻ luôn cả cái vấn đề là chọn cái thức ăn cho con bò cho nó đúng luôn. Hôm nay mình có làm một cái thí nghiệm hơi nhỏ nhỏ, mà đúng ra thì nó cũng hơi mất vệ sinh một tí, nhưng mà đối với bà con chăn nuôi bò mình thì mình cảm thấy cái chuyện đó rất là bình thường thôi. Thì bây giờ mình mời bà con xem nha. Thôi bây giờ mình để mình chia sẻ luôn cái chọn cái loại tấm luôn bà con. Thì mình thường thường mình hay nấu tấm cho bò á, thì bà con mình chia sẻ cái cách luôn, chọn cái tấm nào mình để nấu cho nó hiệu quả nhất để không có phải tốn phí. Thì cho bà con xem tấm là cái gì. Tấm là những cái hạt gạo của mình khi nhà máy người ta xay ra, và cái đây là những cái hạt gạo nó bị nát, hoặc là những cái mài gạo á mà thì nó sẽ nát như thế này, thì mình gọi là tấm. Ở đây thì mình mua là 6.200 một ký tấm này nha bà con. Thì bữa nay mình nghe nói là nó lên tới 6.400 rồi, bị lúa rồi nghe nói nó mắc gì đó. Thì bà con nên mua những cái hạt tấm này á, thì đều nó không có hạt tấm gạo non á, không là nó ở đây mình rất tiếc là mình không có mua cái đó, mình không có chia sẻ bà con được. Thì bà con nên mua những cái hạt này nè, thì bà con về nấu nó nở ra hết hoàn toàn thì con bò nó sẽ ăn được, tiêu thụ được. Chứ còn bà con mà đừng thấy cái này 6.000 mấy một ký rồi bà con không có mua, rồi bà mua có loại chừng 5.000 ha, bà con mua nó rất là nhiều, nó như là
người ta mấy trà người ta gọi là tắm mài được bà con, rất là nhẹ, một ký rất là nhiều, nhưng mà thật sự là nấu con bò nó ăn nó nấu không nở, con bò ăn sẽ thải ra hết. Thì mình chia sẻ vậy, thì mỗi chiều gì mình có làm video khác, mình có đi mua tắm nữa, mình xin một nắm cái đó cho bà con xem nha. Bà con đừng có tiếc tiền mua lại cái tấm này nè, thì nó nấu nó nở, con bò nó sẽ ăn hết được. Còn bà con mà tiếc tiền tính mua cái kia cho nó rẻ thì bà con nấu nó sẽ không có nở nha. Đó, bây giờ mình bà con xem một cái ví dụ. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái thao, quậy một cái thao thức ăn cho bò mình nó ăn. Thì đây thì bà con thấy nè, thức ăn này thì thức ăn của heo, nó trong đây đó rất là nhiều cái hạt bắp, nó hạt vàng vàng là bắp, hoặc trắng trắng là nó là tấm, tấm thứ của mình hồi nãy, nhưng mà nó nhuyễn hơn nha bà con. Và nó có một số mì, cắm mì á, nó sai trong này nè, bà con thấy không? Như vậy thì con bò nó sẽ không có ăn, nó sẽ không có hấp thu được hết trơn những cái hạt như thế này nha bà con. Con heo thì nó hấp thu được, nhưng con bò thì lại không. Thì bởi vì chính vậy là cái lẽ đó thì mình nên làm cái cách nào đó cho những cái hạt này nó thật là nhuyễn ra, cho con bò mình nó ăn thì nó mới phát huy được tác dụng. Bởi vì như vậy mình nghĩ như vậy thì sau này mình mới dự định là mình mua một cái máy gì để mình xay rồi mình nấu luôn. Là mình chỉ cho bò mình ăn những cái loại cám nào mà nhuyễn thôi, chứ mình sẽ không có cho nó ăn cái thạch to như vậy. Đó, mình cho nó uống, nó rất là thích uống, nhưng mà mình thực sự là mình không có cho. Tại mình làm cái video này mình chỉ cho bà con xem bò mình nó biết uống, chứ không phải là không biết uống, nhưng mà tuyệt đối là mình không cho mình bò mình. Đó, nó sẽ không có hiệu quả. Đó, uống rất là nhanh luôn. Thì sau này mình sẽ cho bò mình ăn như là những cái cám nào mà nó mịn thôi, còn những cái cám nào mà nó không có mịn thì mình sẽ không cho nó ăn. Bây giờ mình thí nghiệm cho bà con xem cái phân của mình đã đem ra cho bà con xem luôn nha. Mình đem cái mẫu phân cho bà con xem. Thì trước tiên thì mình sẽ chuẩn bị một miếng lưới, và miếng lưới này mình làm một cái lỗ hủng hủng xuống để mình cho mình khi mình dội nước mình không có phân này không có tràn ra. Bây giờ thì mình lấy cái mua tưa dội chuồng bò mình dội vô đây. Và cái lưới này hơi khít đó bà con, thành ra nó rất là lâu xuống lắm. Đó, mình dội một hồi là mình dỡ lại cho bà con xem. Nó còn rất là nhiều cái tấm ở đây, nhưng mà mình phải xịt nước rất là nhiều lần nó mới xuống được nha bà con. Để mình lấy cái nước thì mình tiếp tục mình xịt nữa. Mình tiếp tục mình dội cho những nào mà nó hết cái phân này, nó sẽ còn lóng lại rất là nhiều. Thì tuy nhiên cái này thì mình làm vậy thôi cho những bà con nào chưa có từng để ý thôi, chứ thực sự những cái bà con mà chăn nuôi lâu thì dĩ nhiên bà con sẽ thấy cái điều đó. Nó thường xuyên khi bà con chọn chuồng thì nó còn lại rất là nhiều. Cái này là mình cho ăn thức ăn nó cũng không có nhiều á, chứ không phải cho ăn thức ăn nhiều rồi nó còn dữ lắm nha bà con. Rồi giờ đây để mình tấy đồ, mình cây cỏ mình khiều ra cho bà con xem nó sẽ còn sót lại những gì nha. Đó. Bà con thấy không? Nó còn rất là nhiều cái hạt tấm, hạt bắp trong này nè. Đó, bởi vì mình cho bò ăn mình phải nên nấu cho nó thật là chín. Và nãy là mình có nói là mình nên mua những cái loại tấm mà mình nấu phải nở chín hoàn toàn, nếu không thì mình sẽ rất là phung phí. Đó. Còn thấy không, những cái này thì bỏ ra thôi, chứ con bò mình nó đâu có hấp thu được bao nhiêu phần trăm trong đây, chứ không phải con heo là nó hết rồi. Thì thôi, video mình đến đây cũng xin kết thúc nha bà con. Hay chúc bà con xem video thật vui vẻ. Thì mình cũng mong muốn với một cái kinh nghiệm nho nhỏ thì mình để mình gửi đến bà con nào chưa biết, thì để biết cách mà mình mua những cái loại tấm hay là loại thức ăn để cho con bò mình ăn nó phù hợp, để nó tránh cái lãng phí, là vấn đề là con bò mình ăn nó sẽ không tiêu quá được hết cái thức ăn mà mình đã cho nó ăn. Thì như vậy thì nó tốn tiền của mình, nhưng mà nó sẽ không phát huy được tác dụng. Thì mình xin chào bà con, hẹn gặp lại trong bà con trong những video tiếp theo nha.
Bye bye bà con.